Chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn kết quả cái sản phẩm của ông xã mình uống trái thơm nướng trong vòng 1 tháng nha các bạn. Đây này các bạn, đây là viên sỏi này các bạn. Viên sỏi hôm qua ông xã mình đi tiểu nó văng ra này các bạn. Bạn nhìn thấy ghê không? Mình lấy ra mình đo là bề dài này là 9 mm, như gần 10 mm luôn, còn bề ngang là 6 mm. Hôm bữa đi bác sĩ đo ở trong bụng là 6 mm, mà nó đi tiểu nó văng ra ngoài rồi mình lấy mình đo, lấy cái thước mình đo là cái bề dài là 9 mm, còn bề ngang là 6 mm. Ơi các bạn thấy ghê không? Cái viên sỏi này á là nó là dạng san hô nha các bạn, sỏi canxi mà nó là mọc dạng san hô, cho nên nó ở trong bụng mình nó đau bụng dữ lắm. Bác sĩ nói á, là cái viên sỏi mà nó mọc cái dạng như là canxi mà nó tròn á, thì nó không có đau nhiều, còn cái dạng mà nó san hô như vậy á là nó nhiều khía cạnh đấy các bạn. Các bạn nhìn này, nó nhìn nó những cái cạnh nó nhọn, cực kỳ nhọn luôn á, nó cà vào cái trong cái bàng quang của mình đó, bởi vậy nó đau, cực kỳ đau luôn. Bữa ông xã mình phải đi cấp cứu luôn á, tại vì nó nhìn nó ra ngoài, trời ơi, nhìn nó nhọn mà nó gai góc ghê lắm các bạn ơi. Nhìn ở ngoài thực tế nhìn ghê lắm, mình sờ nó cứng ngắt như là cái cục đá vậy đó. Ôi bởi vậy mình cũng không ngờ là uống nước trái thơm trong vòng 1 tháng mà nó ra như vậy á. Tại vì mình uống mình nướng trái thơm trong xã mình uống này, rồi mình thỉnh thoảng mình lại xay cây ngò ôm á các bạn, uống với lại trái dừa á. Các bạn nào mà chưa xem cái clip đó thì các bạn có thể xem ở trong kênh của mình ha, cái clip mà mình hướng dẫn là cây ngò ôm, cây ngò ôm nhé, ngò ôm với lại trái dừa xiêm ha, trái dừa tươi á. Bởi vậy uống hai cái nó kết hợp lại các bạn thấy không? Trời ơi, hôm nay nó ra cục sỏi mà thấy mừng ghê luôn á. Nó ra mà ông xã mình nói nó nhẹ người cực kỳ luôn. Cái cục sỏi này nó ở trong người thì các bạn thử nghĩ, nó đau, cực kỳ đau luôn á. Vậy sao mà nó làm ảnh hưởng cho mình thấy đau lưng này, rồi đau bụng, mà đau ở dưới cái bàng quang, lúc nào nó cảm giác nó tức, nó đau ghê gớm luôn á. Bởi vậy bữa đi cấp cứu khám thì bác sĩ nói là được lần đầu tiên á là 10 mm, cách đây hơn 1 năm về trước là 10 mm. Xong rồi bác sĩ nói cho uống thuốc, xong về mình cũng cho uống ná này uống kia mà nó không có ra, mà nó tức là nó không có đau nữa, thì mình chỉ cho uống thuốc, rồi uống lá, rồi uống trái thơm nướng á, mà kiểu như nó không đau nữa thì mình lại không có làm nữa. Xong rồi thời gian này bị đau nhiều á, mình chịu khó mình làm trong vòng 1 tháng, hôm nay 1 tháng rồi đó, mà hên quá trời, hôm nay nó văng cục sỏi ra thì cực kỳ hên đó các bạn. Nhìn cục sỏi nè, cục sỏi nó sờ nó cứng ngắc như là cái cục đá ngoài đường đó các bạn, mà nó nhiều khía cạnh lắm, nhìn nó gai góc góc quá. Vì sao mà nó ở trong người mình nó không đau ha? Sỏi này bác sĩ gọi là nó mọc cái loại sỏi dạng san hô, nó đau lắm. Và cục sỏi nó ra mình mừng quá, mình làm cái clip này mình chia sẻ cho các bạn. Và ai bị thì hãy làm theo cách của mình để uống ha. Và bây giờ mình mời các bạn hãy xem mình nướng thơm cái cách là từ đầu tới cuối cho các bạn xem, và hãy làm theo mình nhé.